Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Vicky Nguyễn. Hôm nay ngày đầu năm, mình đi thăm mộ nghệ sĩ Chí Tài. Dọc hai bên đường của nghĩa trang nè mọi người. Các cái này người ta trang trí cho từ Noel cho tới bây giờ, đẹp quá chừng luôn. Đoạn này là cái từ cái cổng nãy mình đi vào á mọi người. Hiện giờ sau lưng mình là chỗ của nghệ sĩ Chí Tài. Mà mình đi dọc theo đây nè, mình thấy người ta có tới viếng mộ á. Với lại còn trang trí Noel. Nói thật ra nhìn vậy là không ai nghĩ là nghĩa trang đâu ha. Xa xa bên đây là của nghệ sĩ Chí Tài. Ở chỗ xung quanh này thì hơi vắng một chút. Sau cái hàng rào đó mới là rộn ràng á. Đi dọc dọc xuống chỗ này cũng có nè. Ở chỗ này người ta cũng đem ra cây thông mà người ta trang trí rồi. Ta tặng cho mình tí. Ôi chú có người cúng nè. Wow, đẹp quá ha. Chà, bị cái dằn chích đau. Không biết luật của tôn giáo khác nên mình không có dám đụng tới dĩa trái cây của chú. Đó có nước nhiều lắm. Các mấy bữa mưa hay là sáng mưa. Ở dưới mình mưa gió dữ lắm. Đợt này rút kinh nghiệm không có mua bó bông. Mà mua chậu bông luôn. Để gió nó không có bạc nhiều, không có bay, thổi bay. Cũng may là có cái chậu ở phía sau nè. Đang mưa đó mọi người. Theo như phong tục của mình thì của người đạo Phật thì kiểu như là giống như là chú mừng mình tới. Cái xóm mà. Xóm này thì cũng ít hơn, không có xóm tụ bằng xóm kia. Có vài người hình như đi lễ mới về á, bận đồ đẹp lắm, cũng vô đi thăm viếng mộ. Đây là cái góc gần cửa ra vào, cửa phụ ra vào á mọi người. Ở phía bên tay trái mình cũng có nhiều trưng bày lắm, nhưng mà tại vì đang có một gia đình khoảng 10 người á,
họ trùm mền, họ ngồi ở ghế, họ tâm sự. Mình không có nên quay, không có nên quay dính người ta. Giờ xe mình đang chạy về hướng cổng chính. Sớm này mới là sâm tụ nè. Chị em mình nói vui, khu này là xóm nhà giàu nè. Với đường cong rồi. Đường cùng chứ không phải đường cong. Anh tưởng chạy thẳng ra bên cửa chính luôn. Nhờ vậy em được quay được chút nữa. Đi đâu con đi cũng chở ngược lại chỗ của chú nè. Đây là cửa ra vào của chính. Cảm ơn mọi người theo dõi kênh Viết Khi Nguyễn. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.